Được cộng 30, nếu đội trả lời trước sai bị trừ 20. Quyền sẽ được dành cho đội thứ nhì. Đội thứ nhì nếu đúng được 20 bị sai bị trừ 10. Và nếu đội thứ nhì sai nữa, đội thứ ba trả lời đúng được 10 và nếu đội thứ ba trả lời sai nữa là 0 và không có đội thứ tư đương nhiên. Không, chỉ có 3 cái opportunity cho một câu hỏi thôi. Các bạn đã đổi chưa? Tôi hỏi các bạn đã đổi chưa? Nhớ cho kỹ nhé. Đội đầu tiên trả lời sai là đội thứ hai là đội đầu tiên bị trừ 20 điểm rồi. Đúng vậy. Đội đầu tiên, bởi vì bạn là đội đầu tiên thì bạn được cộng tới 30. Nếu trả lời sai thì xác suất các bạn đáng chịu. Đội đầu tiên trả lời đúng được 30 mà trả lời sai bị trừ 20. Thì cái cơ hội chuyển của đội thứ nhì